Hai người đã bị thương vong trong vụ cháy nhà chứa giấy vàng mã ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Ngọc Tâm sinh năm 1952 tử vong và anh Nguyễn Ngọc Anh Tú sinh năm 1977 đã bị thương nặng. Những nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 1 thì ngọn lửa bùng phát lên từ bên trong của ngôi nhà. Do bên trong chứa nhiều giấy làm vàng mã cùng với các vật liệu bắt lửa, đám cháy xảy ra rất nhanh và lan rộng, ảnh hưởng đến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này.